Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ biên phòng cho cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Atapu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 19 cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Atapu sẽ được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tập huấn các nội dung về nghiệp vụ biên phòng. Thông qua tập huấn góp phần nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kinh nghiệm trong quản lý bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới giữa hai bên. Tiếp tục khẳng định tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước. Trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Atapu đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới, góp phần củng cố, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.